Người dân bỏ quên ý thức ở lại sân vận động Mỹ Đình sau đêm diễn cuối của Blackpink. Sau đêm diễn thứ hai của nhóm nhạc đình đám Blackpink vào tối ngày hôm qua 30 tháng 7, phía trước cổng và bên trong sân vận động Mỹ Đình tràn ngập rác thải. Cơn mưa bất ngờ trước giờ diễn khiến lượng rác ni lông xả ra ngày càng nhiều. Điều này khiến các công nhân vệ sinh môi trường quận Nam Từ Liêm phải tăng cường miệt mài phân chia nhau dọn rác sau đêm diễn Blackpink. Các công nhân đã ở lại dọn dẹp đến tận 2 giờ sáng ngày hôm nay 31 tháng 7 mới được về nhà nghỉ ngơi. Trước đó, sau đêm diễn đầu tiên ngày 29 tháng 7, các công nhân vệ sinh môi trường cũng đã có một đêm thức trắng dọn dẹp chuẩn bị cho ngày diễn thứ hai. Một công nhân cho biết, đêm đầu tiên lượng rác rơi vào khoảng 20 tấn, nhiều hơn cả khi có bóng đá hay dịp Tết Nguyên đán. Sau những giờ phút hẹn hò, cháy hết mình với thần tượng, mang về những bức ảnh tuyệt đẹp về nhà. Một số bạn trẻ cũng có ý thức chủ động xả rác đúng chỗ và kêu gọi mọi người làm theo, nhưng đó chỉ là thiểu số. Mỗi người hâm mộ nên tự nâng cao ý thức về vấn đề vệ sinh nơi công cộng để góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn hình ảnh Việt Nam cũng như tạo nên một mùa concert văn minh, tốt đẹp.